cô bác anh chị em và các bạn thêm một món ngon cho cơm thường ngày. Hôm nay mình khuyên chia sẻ đó là món ba rọi rang tỏi ớt hay là thịt rang tỏi ớt. Và bây giờ sẽ cùng vào bếp để nấu món này ăn cùng với cơm. Nguyên liệu rất là đơn giản, đó là có thịt, là thịt ba rọi. Lẽ ra là mình mua cái thịt mà nguyên miếng xong sau đó về cắt, nhưng mà cái này cắt sẵn mình mua luôn. Và bây giờ sẽ đi rửa. Đây là món ba rọi sốt tỏi ớt, thành thử ra mình sẽ có tỏi và ớt. Lượng tỏi thì theo anh chị em và các bạn thích thì cho nhiều. Ở đây mình cho khoảng từ 70g. Và một đầu hành trắng cũng như là ớt. Thì ở nhà có con nít thành thử mình lấy ớt không cay, hoặc là ớt paprika, tức là ớt chuông, hay là ớt bêu. Gia vị nêm có tiêu, muối, đường, nước tương và dầu ăn. Và để chiên cho không bị văng dầu và thịt giòn, mình sẽ sử dụng tinh bột bắp cornstarch, hoặc là bột mì, hay là bột gạo, bột chiên giòn, hoặc là bột năng. Rửa xong thì nhớ là mình sẽ lấy khăn giấy lau cho thật khô luôn. Và thịt tùy theo anh chị em và các bạn có thể cắt dày hoặc là mỏng. Ở đây người ta cắt sẵn là dày khoảng 5mm, tức là 5 ly đó. Lần lượt mình lau cho thật khô. Và nếu như thích bỏ da thì cũng được luôn. Tuy nhiên hôm nay mình để da. Mình lau cho ráo nước để chút xíu nữa chiên không bị văng dầu. Đồng thời là ướp gia vị nó thấm dễ hơn. Món ăn nấu rất là nhanh, gọn lẹ nhưng mà lại ngon. Ăn cơm rất hợp luôn. Sau đó tùy thích mình sẽ cắt chiều dài thì theo gia đình. Thường mình cắt khoảng 6-7cm. Sau khi cắt xong mình sẽ ướp gia vị. Ở đây mình có hai loại muỗng. Đây là cái muỗng cà phê và ở đây cũng là cái muỗng cà phê luôn, nhưng mà là muỗng cà phê nhỏ. Còn đây là muỗng cà phê lớn hơn. Hôm nay mình sẽ lấy cái muỗng cà phê nhỏ này. Trước tiên là một muỗng cà phê nước tương Maggi, khoảng 4-5ml. Sau đó trộn đều. Một muỗng cà phê nhỏ muối, một muỗng cà phê nhỏ đường, và nếu như nhà có ăn bột ngọt thì cho 1/4 muỗng cà phê, không ăn thì khỏi cho. Sau đó trộn đều lại, và nên lấy cái tay đó mình trộn cho nó đều. Rồi cái này thịt mỏng mình sẽ ướp trong vòng khoảng 10 phút. Trong lúc đó mình đi xay tỏi, ớt cũng như là hành, và chuẩn bị rau để ăn kèm. Có thể bằm nhưng mà mình xay cho nhanh. Ớt tỏi xay riêng. Và rất nhanh, mình có ớt. Tiếp theo là đầu hành trắng và tỏi. Rồi mình đã có tỏi bằm, hành bằm. Món này có thể ăn kèm rau dưa như là salad, rau thơm hay là cà chua, dưa leo. Khi ăn cái mình lấy cái salad mình gói cái thịt lại, ăn giống như một cái dạng thịt nướng. Sau khi chuẩn bị xong mình sẽ chiên thịt, cho dầu ăn vô chảo một lớp mỏng. Và mình chiên bằng chảo chống dính. Mình sẽ cho một muỗng cà phê tinh bột bắp, tức là cornstarch, để cho không bị văng dầu. Khi dầu sôi thì cho bột. Sau đó dùng đũa mình quậy, rồi cho thịt vô chiên. Mình trải ra cho nó thẳng ra nha. Bởi vậy lúc ban đầu cũng có thể cắt thịt dày hơn chút.
và chiên như vậy nó không có bị văng dầu nè. Bếp chín số mình để số 5. Chiên cho đến khi vàng một mặt thì lật qua bên kia. Nếu mình để da là có khả năng nó cũng dễ nổ lắm, do đó ban đầu chị em và các bạn cũng có thể lạng cái da ra. Còn không thôi thì mình phải chiên ở lửa khoảng số 7 thôi. Cho thêm tinh bột bắp để cho nó không có bị văng đó, đồng thời là miếng thịt ba rọi nó giòn. Rồi bây giờ bếp chín số mình để số 8. Chiên lửa lớn để cho thịt nhanh chín và nâu vàng lên. Khi mà chị em mình nghe nó nổ nổ á, là do cái da, thì cũng có thể mình cho thêm một xíu bột nữa. Bởi vì cái bột nó hút chưa hết rồi. Rồi nâu vàng như vậy nè, thì vớt ra rồi cho lên cái tay cho chảy dầu. Sau khi vớt ra xong mình lại cho tiếp tục bột và sau đó chiên cho hết luôn. Tiếp tục chiên mình cho bột. Làm món này chị em mình chiên nhiều nhiều chút, bởi vì cái mỡ nó ra đó, nó còn ít thịt lắm. Đợi đến khi nâu vàng thì mình mới lật lại. Sau khi nâu vàng vớt ra, chiên cái này nó chảy mỡ bớt nè, mình sẽ ăn đỡ bị mỡ và miếng thịt ba rọi nó cũng giòn giòn nữa. Bếp mình sẽ để số 8. Rồi nâu vàng hết rồi, vớt ra và để lên cái rây. Sau đó đổ hết dầu trong chảo ra và lấy lại khoảng 2 muỗng canh dầu mới. Phi tỏi và ớt luôn. Để cho tỏi giòn, cũng có thể anh chị em và các bạn sẽ cho nhiều dầu đó, rồi sau đó mình vớt ra cũng được. Thì như vậy tỏi nó giòn hơn. Sau khi đảo nhẹ tay, mình cho toàn bộ thịt vô lại và trộn đều. Bếp mình để số 8, cho thấm gia vị nè, thơm ơi là thơm luôn. Ba rọi rang tỏi. Và sau khi mình đảo cho toàn bộ tỏi và ớt bám đều hết vô cái miếng ba rọi thì mình đã xong. Thành Khuyên vừa chia sẻ xong đến cô bác anh chị em và các bạn ba rọi rang tỏi, và chúc nhà nhà cùng có món ăn ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Và sau cùng thì mình cho ra dĩa ba rọi rang giòn giòn, thơm thơm mùi tỏi, hơi một chút the the của ớt. Nếu mà có ớt cay thì cay cay của ớt. Khi ăn thì lấy xà lách mình cuốn với lại ba rọi và ăn với cơm, hoặc cũng có thể ăn với bún. Và để qua để cô bác anh chị em và các bạn thấy món ba rọi rang tỏi ớt của mình. Mình khuyên chúc toàn thể cô bác anh chị em và các bạn cùng ăn cơm thiệt ngon và nhớ đón xem nhiều video của mình khuyên trong thời gian tới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.